Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 1 đến câu 13. Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó thì có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dạy nói với các cô khôn rằng: xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi. Các cô khôn đáp: sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến rồi: thưa ngài, thưa ngài, mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Suy niệm, nước Thiên Chúa được ví như bữa tiệc cưới, mà trong đó chỉ những ai có thái độ tỉnh thức sẵn sàng mới có cơ hội được chú rể là Đức Giêsu dẫn vào đồng bàn với người trong vương quốc vĩnh cửu. Hình ảnh năm cô khôn, năm cô khờ cùng cầm đèn đi đón chàng rể, nhưng khác nhau ở chỗ là cô khôn mang đèn mang thêm dầu, còn cô dại thì mang đèn không dầu, là hình ảnh tiêu biểu cho hai kiểu sống đạo của chúng ta hôm nay. Chúng ta cùng chung một đức tin, là cùng tin có Chúa và Chúa sẽ đến. Như ai cũng mang theo đèn, nhưng khác nhau ở chỗ có thực hành đời sống đức tin hay không, hay là tin nơi đầu môi chót lưỡi, còn cuộc sống thì vô thành, tựa như cái đèn rỗng ruột, không còn tỏa sáng mà đã tắt ngấm tối thui từ khi nào. Về dụ ngôn, chúng ta chỉ biết rằng phong tục Do Thái tính một ngày bắt đầu từ 6 giờ tối hôm trước và chọn thời gian đầu ngày mới để rước dâu, nói lên ý nghĩa việc lập gia đình như là bước vào một khởi đầu mới. Còn những chi tiết khác, vẫn chưa nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa nào đưa ra được câu trả lời. Tuy nhiên, dụ ngôn là một câu chuyện thường nhật và đôi khi giả tạo. Người kể thường nhắm tới nội dung truyền tải ý nghĩa, chứ không nhằm đến mọi chi tiết tỉ mỉ. Vì thế, chúng ta chỉ tìm hiểu sứ điệp mà Chúa Giêsu muốn nói qua dụ ngôn năm cô khờ, năm cô khôn, là Chúa đến bất ngờ, thái độ sẵn sàng của chúng và sự phân định dứt khoát cuối cùng. Chúa đến bất ngờ, hình ảnh tiệc cưới diễn ra ban đêm, và Chúa rể đến không báo trước, cho thấy tính bất ngờ của cái chết cá nhân và tính bất ngờ của ngày tận thế. Vì Chúa đến lạ lùng giống như ngày Chúa đưa Israel ra khỏi Ai Cập hay việc Đức Kitô phục sinh trong đêm, Thiên Chúa chọn hình ảnh đêm tối để nhấn mạnh đến tính cách đột xuất và nói lên ý nghĩa giải thoát cứu độ đem ánh sáng vào nơi tối tăm. Tiếng hô giữa đêm tối, kìa chàng rể đến, gợi lên tiếng hô cánh chung, lấy tất cả tạo vật đang mê ngủ phải tỉnh dậy. Chàng rể đứng ở cửa chờ, lúc các cô khờ đi mua dầu đến muộn, để nói thẳng: ta không biết các ngươi. Điều này khẳng định lời Chúa Giêsu từng quả quyết, không phải chỉ kêu lạy Chúa mà được vào nước trời, nhưng chỉ những ai thi hành ý Thiên Chúa mới được vào mà thôi. Thái độ sống đạo, hình ảnh năm cô khờ, năm cô khôn, chỉ ra hai lối sống đạo của chúng ta, cùng đi đón chàng rể. Nhưng kẻ này mang theo, mang đèn có dầu, kẻ kia mang cái đèn rỗng ruột. Chúng ta cũng thế, cùng có đạo và tin chắc chắn sẽ có ngày phải chết, tin có ngày tận thế và tin Chúa Giêsu sẽ quang lâm. Nhưng có đức tin, đèn mới chỉ là điều kiện cần, còn sống đức tin, dầu nữa mới là điều kiện đủ để được ơn cứu độ.
mang danh có đạo mà không sống đạo thì chỉ là một kẻ hữu danh vô thực và rỗng tích. Có đèn đức tin đó, nhưng đèn không tỏa sáng mà đã tắt ngấm từ bao giờ. Đừng tưởng mình là người công giáo mà yên tâm có chỗ trong nước Thiên Chúa, bởi chỉ những ai tin và hành động theo những gì mình tin, qua việc sống trọn bổn phận và thực thi đức ái Kitô giáo, mới được hưởng sự sống đời đời. Một sự phân định dứt khoát, đó là lúc chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất, là ngày mà từng người đối mặt với vấn đề thiết yếu nhất của mình: được cứu độ hay không được cứu độ, ai sẽ được đem đi và ai bị bỏ lại. Lúc này, những người cùng trong một hoàn cảnh sẽ được đối xử bằng những cách đối nghịch nhau. Trong bối cảnh này, việc phân biệt đối xử giữa họ sẽ được dựa trên việc họ sẵn sàng như thế nào để đón chào Chúa đến. Cũng như mùa trinh nữ khi chàng rể đến đón, kẻ vào phòng tiệc người bị từ chối nói lên một sự phân định dứt khoát. Khi ngày cuối cùng của cuộc đời bất ngờ xảy đến, tự mình không còn cơ hội để chọn lựa nữa, nên ai nấy phải luôn sẵn sàng. Năm cô khôn cũng thiếp đi và họ có thể yên tâm mà ngủ, bởi họ đã cẩn thận chuẩn bị chu đáo, là lo sẵn dầu đèn để đốt. Còn năm cô khờ, dù có tỉnh thức thì chàng rể đến họ vẫn ở tình trạng ngủ, vì họ không sẵn sàng và không đủ điều kiện. Thật vậy, mọi người chịu trách nhiệm về chính mình. Không ai sống đạo thay mình, không ai tin thay mình, không ai yêu mến thay mình, và không ai chọn lựa và chuẩn bị thay mình được. Tóm lại, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức về giờ của từng cá nhân mình, phải ra trước và Chúa. Đó là lúc được phân định dứt khoát và vĩnh viễn, nên không còn cơ hội để lựa chọn về phần rỗi của mình nữa. Vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, bởi sự lỡ làng trong công ăn việc làm chúng ta còn có thể bắt đầu lại và có thể sửa chữa được, nhưng sự lỡ làng trong giờ cuối cùng của cuộc đời sẽ không còn cơ hội để làm lại, và lúc đó sẽ hư mất đời đời. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết tỉnh thức trước những dấu chỉ của thời đại, nhận ra Chúa hiện diện trong mọi biến cố của cuộc sống và trong tha nhân. Xin cũng giúp chúng con biết giao hòa với Chúa và anh em, để trong ngày trung thọ, chúng con được Chúa ân thưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.